Mới chơi bóng rổ, tập gì đầu tiên? Tập nhồi bóng thật chắc bằng cả hai tay, sau đó có thể tập thêm động tác đảo bóng giữa hai tay và in and out. Điều này giúp bạn luôn cầm bóng thật chắc trong trận và đột phá tự tin hơn. Tập dí rổ tại chỗ, sau đó lên rổ cả hai bên trái phải. Đây là cách ghi điểm cơ bản nhất trong bóng rổ và cũng là quan trọng nhất. Khi nắm chắc việc dí rổ và lên rổ, bạn đã nắm chắc 10 điểm trong tay. Bắt đầu bằng những cú ném cự ly gần ở các góc xung quanh rổ, sau đó lùi dần ra xa. Hãy chú ý tư thế ném sao cho càng đúng chuẩn càng tốt để khi vào trận luôn có động tác ném ổn định. Chúc các bạn thành công nhé!